Việt Audio xin chào tất cả anh em. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Trước mắt anh em là một cấu hình loa xăng xui, âm ly, magan và đầu CD Sony. Thì trước khi giới thiệu một bộ phối ghép trước mắt anh em, thì ngay bây giờ anh em nào chưa đăng ký kênh của em, vui lòng nhấn nút đăng ký phía bên dưới để anh em cập nhật nhanh nhất những clip đầy đủ nhất, những clip mà em làm để chia sẻ đến anh em. Xin thưa với anh em, đăng ký kênh của em là không tốn phí, không có tốn phí nha anh em, không tốn bất kỳ một đồng phí nào. Nó có thể giúp ích cho anh em hiểu biết thêm nhiều cái dòng sản phẩm audio hàng bãi, từ đó anh em cũng có thể là lựa chọn cho mình một cái bộ nghe nhạc theo ý, theo sở thích của mình để thỏa niềm đam mê. Và trước mắt anh em là một cấu hình đôi loa xăng xui SBV100. Đôi loa này tuyệt đẹp, nguyên bản nguyên zin. Đôi loa này sở hữu một bát 26, một loa chung khoảng 12 và một loa chép đôi khoảng 10. Có hai tinh chỉnh, hai cái volume tăng tiếng chung và tiếng chép ở phía trước này, và có hai lỗ thông hơi. Chút xíu nữa em sẽ quay cận cảnh cho anh em xem, em quay cận cảnh cho anh em xem nha. Lo này còn zin rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là volume để tăng tiếng chung tiếng chép ha. Đây là viền, này là viền mút. Lo nguyên zin rất là đẹp, thùng rất là nặng nha anh em. Thì đôi lo này em chia sẻ đến anh em là giá là 7 triệu đồng, không bao phí ship. Lưu ý em không ship COD nha. Rồi kế tiếp đây là chiếc âm ly Magan 1122DT. Thì chiếc âm ly này nó chỉnh bass chép bằng 3 cái cần gạt này nha. Và ba lăng nằm ở đây, lunet ngõ A, ngõ B, ngõ câu loa số 1, số 2. Và đây là volume. Còn đây là cái nút này để cắt tần số bass. Đây là nó có hai nút nữa, nhưng mà hai nút giống như vậy, nhưng mà đã gớt mất cái đồ chụp bên ngoài rồi. Thì hiện giờ mình vẫn còn nhấn được. Đây là cái cây mũ nó vẫn còn lôi ra, vẫn còn nhấn được bình thường. Đây là cái nút chụp bên ngoài thì gớt mất. Thì như thế này thì nó có giá hợp lý cho anh em, để anh em về chơi. Chiếc âm ly còn rất là đẹp, bao xin cho anh em. Chiếc âm ly này đúng ra thì giá nó phải là 7 triệu, nhưng mà mất hai cái nút này thì em giảm 500, là giá còn 6 triệu 500 nghìn, 6 triệu 500 nghìn cho chiếc âm ly. Và đây là đầu CD Sony XA30ES nguyên zin. Máy cũng còn rất là đẹp ha. Đĩa thì không kén đĩa nào cả, đọc rất là nhanh, không kén đĩa. Thì đầu CD này có giá là 4 triệu 500 nghìn. Để em quay phía sau cho anh em xem lo nha. Đôi lo này công suất nó rất là lớn, anh em có thể là vừa nghe nhạc vừa kết hợp hát karaoke cùng bạn bè, gia đình và người thân. Công suất của đôi lo này là 120W mỗi thùng, 8 ohm. Và đây là thông số kỹ thuật của chiếc âm ly ở phía sau, rất là đẹp. Rồi, em xin nhắc lại, đôi lo em chia sẻ đến anh em là giá 7 triệu đồng. Chiếc âm ly giá 6 triệu 500 nghìn và đầu CD Sony có giá là 4 triệu 500 nghìn. Và bây giờ mời anh em chúng ta cùng nghe một bản test. Thì anh em thông cảm, đây là em test bằng điện thoại nên chất âm nó không được như anh em nghe trực tiếp. Đa số là nó thu được tiếng chép rất là nhiều, còn tiếng bass thì nó thu rất là yếu. Rồi, mà anh em chúng ta cùng nghe nha.
hâm mộ. Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ. Mai chiều ngày ấu thơ và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm trong những clip tiếp theo.